Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2019. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tỉnh Long An nằm trong top 15 tỉnh thành thu hút FDI 6 tháng đầu năm 2019. Tỉnh Kiên Giang tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai. Trên thế giới, Long Nam Cốc cảnh báo tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng lợi dụng việc Mỹ rút quân để hồi sinh tại Syria và Iraq. Thưa quý vị, thời gian qua, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định của đảng về nêu gương chuyển biến tích cực tại tỉnh Long An. Từ việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, xây dựng chương trình kế hoạch đến việc tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả được thực hiện chặt chẽ đồng bộ. Các cấp ủy người đứng đầu địa phương đơn vị thể hiện trách nhiệm quyết tâm cao, đổi mới phương pháp cách làm, đề ra giải pháp trọng tâm, đột phá để lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhiều nơi có những mô hình hay cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần ngăn chặn phòng ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh. Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai nghị quyết, các quy định của đảng về nêu gương còn chậm, chưa sâu, kỹ. Công tác tuyên truyền có lúc có nơi chưa được thực hiện thường xuyên, sâu rộng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn chậm đổi mới. Trên cơ sở đó, các địa phương cơ quan đơn vị đề ra giải pháp khắc phục cụ thể đối với những tồn tại hạn chế đã chỉ ra, đồng thời quan tâm lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng, chỉnh đốn đảng. Long An là tỉnh đứng đầu về thu hút đầu tư ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nằm trong top 15 tỉnh thành trong cả nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 58 dự án, tổng vốn đăng ký là 208,6 triệu đô la Mỹ, tăng 14 dự án so với cùng kỳ. Đến nay, tổng số dự án đầu tư nước ngoài đăng ký trên địa bàn tỉnh là 978 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 6.148 triệu đô la Mỹ. Hiện tỉnh đang xúc tiến thủ tục bổ sung thêm 5 khu công nghiệp mới vào quy hoạch phát triển khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020. Nâng tổng diện tích đất khu công nghiệp của toàn tỉnh lên 11.964 ha. Như vậy, với hơn 15.000 ha đất công nghiệp được quy hoạch bố trí giáp ranh với thành phố Hồ Chí Minh trong bán kính 30 đến 40 km, tỉnh Long An luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về mặt bằng, địa điểm, hạ tầng để nhà đầu tư đến triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh một cách nhanh chóng, thuận lợi. Nhằm tận dụng phát huy tốt những lợi thế của tỉnh và định hướng phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Long An tập trung mời gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ gồm cơ khí, chế tạo máy, điện tử, tinh học, sản xuất linh kiện, lắp ráp, công nghiệp chế biến nông sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đô thị vệ tinh và dịch vụ hậu cần cảng. Đây là những lĩnh vực mà tỉnh này có nhiều lợi thế thu hút đầu tư. Để kiểm soát chặt chẽ an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến và kinh doanh, đảm bảo đầu ra ổn định, nâng cao chất lượng, uy tín, thương hiệu sản phẩm. Đến nay, ngành nông nghiệp tỉnh Long An đã xây dựng 12 chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn. Cụ thể, ngành nông nghiệp tỉnh xây dựng 6 chuỗi rau gồm Hợp tác xã rau an toàn Phước Hòa, Phước Hiệp, Tân Hiệp, Phước Thịnh, Thuận Giàu và Hợp tác xã 12 giấy, xây dựng 3 chuỗi thịt của chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Quân, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sang Hà chi nhánh Long An, cơ sở giết mổ gia súc Quỳnh Thanh Liêm, xây dựng 2 chuỗi gạo của Công ty cổ phần đầu tư nghiên cứu và xuất khẩu gạo thơm Itarice, Công ty trách nhiệm hữu hạn gạo an toàn Minh Tâm và xây dựng một chuỗi thủy sản của Hợp tác xã Thủy sản Long Thạnh, huyện Thủ Thừa. Các hợp tác xã doanh nghiệp tham gia chuỗi sản xuất an toàn đều có sự gắn kết chặt chẽ từ khâu sản xuất ban đầu đến sơ chế, chế biến, đóng gói, vận chuyển kinh doanh thực phẩm, được cấp giấy chứng nhận việc ghép hoặc HACCP. Đồng thời, tất cả các quy trình đều áp dụng chuỗi thực hành và sản xuất tốt để tạo ra một sản phẩm an toàn, có khả năng truy xuất được nguồn gốc, xây dựng thương hiệu. Việc xây dựng chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn được xem là một giải pháp hữu hiệu nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chuỗi sản xuất nông sản, từ đồng ruộng, chuồng trại đến bàn ăn theo đúng quy trình, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch ngày càng cao của người tiêu dùng hiện nay. Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đức tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi các cấp lần thứ 24 năm học 2018-2019. Phong trào học sinh giỏi ở các trường trong huyện Cần Đức những năm qua luôn nhận được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân huyện, ngành giáo dục huyện, hội khuyến học, hội cựu giáo chức,
sự tận tâm bồi dưỡng của các thầy cô giáo, sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh và sự cố gắng nỗ lực của các em học sinh. Năm học 2018-2019, toàn huyện có 391 học sinh giỏi, trong đó có một học sinh giỏi cấp quốc gia môn lịch sử, 113 học sinh giỏi cấp tỉnh và 277 học sinh giỏi cấp huyện. Em xin cảm ơn nhà trường, sở giáo dục đào tạo cũng như các thầy cô đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia được nhiều sân chơi bổ ích trong học tập và cho chúng em phát huy được tài năng của mình. Các trường có số lượng học sinh giỏi đứng top đầu của huyện nhiều năm liền và chuẩn chỉnh phong trào tiêu biểu như trường Trung học Phổ thông Cần Đước, Trung học Phổ thông Trạch Kiến, Trung học Cơ sở Tân Chánh, Trung học Cơ sở Long Hòa, Tiểu học Thị trấn Cần Đước, Tiểu học Tân Lân. Cùng với giáo viên chủ nhiệm để lựa chọn những học sinh có năng khiếu, rồi từ đó mình chọn được đội học sinh năng khiếu ở trường rồi để phân công giáo viên có trách nhiệm để bồi dưỡng và giúp đỡ cho các em. Song song bên đó thì phối hợp với cha mẹ phụ huynh học sinh rồi để tạo điều kiện cho các em có đủ điều kiện trang thiết bị ở nhà cũng như ở trường. Rồi từ đó các em cố gắng học tập và để động viên các em có tinh thần học tập tốt hơn. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 391 học sinh giỏi cấp toàn quốc, cấp tỉnh và cấp huyện. Đồng thời, phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt, làm tốt công tác khuyến học khuyến tài trong các nhà trường năm học mới 2019-2020 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thưa quý vị, các họa sĩ rất cần những sân chơi, các hoạt động nghề nghiệp cần khán giả. Thế nhưng, các điều kiện cho tác giả công bố trưng bày triển lãm hết sức khó khăn. Và từ trước đến nay, Long An cũng chưa có bất kỳ triển lãm mỹ thuật nào của riêng địa phương. Vì thế, họa sĩ thiếu đất để phát huy tài năng và sự sáng tạo của mình. Phong hội mỹ thuật tỉnh Long An có 25 hội viên, trong đó có 8 hội viên trung ương. Dù hoạt động mỹ thuật tỉnh nhà khá trầm lắng, nhưng các họa sĩ Long An vẫn đang cháy hết mình với nghệ thuật hội họa và cho ra đời những sản phẩm tinh thần được đánh giá cao. Trong những cái năm gần đây thì tôi lại có một cái đam mê ở một cái vùng đất Đồng Tháp 10. Có cái gì đó nó cảm xúc đối với tôi là vùng đó nó có nhiều cái đẹp quá đi. Tôi có sáng tác ở trong phòng này là hai bức tranh sơn dầu. Một là cái bức Một Ngày Bình Yên và một bức Gốc Quê. Đó thì cũng là nói về cái cảnh phong cảnh của Đồng Tháp 10. Để sáng tác một tác phẩm nghệ thuật, tác giả phải mất 1 đến 2 tháng ấp ủ đề tài, lên ý tưởng, phác thảo bố cục và chỉnh sửa nhiều lần để hoàn thiện. Đối với họa sĩ thì mình phải hư cấu qua một cái lăng kính của người nghệ sĩ, tình cảm của mình đó mình phải thể hiện cho hết. Đó cho nên phải trằn trọc suy nghĩ cũng nhiều lắm ra. Những cái gì không đẹp mình đưa vào tranh mình, những cái gì mà mình thích nhất đó thì nó tạo ra một cái tác phẩm nó có bố cục, có màu sắc, có hài hòa, nó mới thể hiện ra được cái ý muốn mình. Đam mê là vậy, song do thị trường mỹ thuật tỉnh nhà khá trầm lắng, các họa sĩ không sống được bằng nghề vẽ mà làm nghề tay trái. Vì vậy thường niên các tác giả chỉ sáng tác một vài tác phẩm tham gia triển lãm mỹ thuật quốc gia được tổ chức 5 năm một lần và mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm một lần. Mặc dù môi trường hoạt động nghệ thuật còn bị giới hạn nhiều, bức tranh mỹ thuật Long An vẫn còn đó những gam màu trầm, nhưng bằng tay nghề chuyên môn của mình, nhiều tác giả đã nỗ lực đạt các giải thưởng mỹ thuật khu vực và toàn quốc. Có thể nói, các họa sĩ Long An vẫn đang cháy hết mình với nghệ thuật hội họa và họ vẫn luôn khao khát những đứa con tinh thần của mình được trân trọng và đến gần hơn với công chúng thưởng lãm. Ở huyện Bến Lức, mối quan hệ giữa xây dựng đời sống văn hóa và nông thôn mới được triển khai thực hiện một cách phù hợp và mang lại nhiều kết quả thiết thực trong nâng cao chất lượng cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân. Là hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, ông Nguyễn Văn Bá ở ấp 5 xã Thành Lợi đã tự nguyện đóng góp tiền của ngày công lao động để tiến hành nâng cấp nền hạ và rải đá xanh tuyến đường rạch bần với chiều dài 1,6 km, ngang 3,5 m, tổng kinh phí là hơn 1,5 tỷ đồng. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, gia đình ông Bá đã tự nguyện hiến đất và hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt. Đầu tiên là mình muốn hưởng ứng trước là vận động bà con mình đóng góp vô để xây cái đường. Nhưng mà trong đó có chủ yếu là tôi đóng góp vô là số tiền cao để cũng như động viên bà con để mà
để mà làm con đường đó. Gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Thạnh Lợi tập trung hoàn thiện các thiết chế văn hóa, trong đó có đầu tư nâng cấp và tu sửa khu di tích lịch sử đền Mương Trám. Gia đình ông Bá đã đứng ra vận động con cháu và người thân ủng hộ 550 triệu đồng và hàng chục ngày công lao động để làm mái che, đường vào khu di tích và cổng đền Mương Trám, góp phần giữ gìn bảo tồn di tích lịch sử tại địa phương. Năm 2018, tại xã Thạnh Lợi, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được ra đời từ sự tự nguyện đóng góp tiền của, đất đai, công sức của người dân, với tổng giá trị quy ra thành tiền hàng chục tỷ đồng, góp phần làm cho bức tranh nông thôn mới của xã ngày càng sinh động. Để thực hiện theo cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, thì ngay chỗ hộ gia đình của ông Nguyễn Văn Bá cũng đóng góp rất là lớn. Thì nhờ những cái đóng góp đó thì cũng hy vọng rằng sau này thì cũng sẽ có nhiều gương điển hình hơn nữa để địa phương chúng ta phát triển. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bến Lức đã tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa dông, gió mạnh, gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân. Ước tính ban đầu trị giá hơn 77,5 tỷ đồng. Trong đó, huyện đảo Phú Quốc và huyện An Minh trong đất liền là hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tại huyện An Minh, thiệt hại nặng nhất là khu vực Dàm Kim Quy và dọc theo tuyến đê biển quốc phòng thuộc hai xã Dân Khánh và Dân Khánh Tây. 37 căn nhà sập hoàn toàn, cùng thời điểm triều cường dâng cuốn trôi tất cả tài sản của hàng chục hộ dân nơi đây. Ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ hộ dân khắc phục hậu quả. Tính đến ngày 8 tháng 8 đã có 59 đoàn từ thiện xã hội đến chia sẻ bà con vùng bị thiên tai Dân Khánh và Dân Khánh Tây, huyện An Minh, tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Vừa qua nói chung là bà con cũng hỗ trợ có gạo, mì, quần áo hoặc là mùng mền đó. Thì dầu mỡ có thể là hỗ trợ về cái phần cái đồ chứa nước nữa. Mà tỉnh, huyện, các ban ngành, các toàn thể đó rồi ra đi giúp đỡ hỗ trợ cho tôi là tiền. Số tiền cũng được tổng cộng hết trơn cũng được 5 triệu gạo, thóc và mì. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần nên bà con ở đây vơi đi phần nào những mất mát, tiếp thêm điều kiện sức mạnh tinh thần vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai. Gần là 40 đoàn. Trị giá của các cái phần quà thì đến tính sơ bộ tính thời điểm này thì cũng gần 400 triệu. Thì cũng góp phần là ủng hộ động viên đối với bà con vùng bị thiên tai. Huyện An Minh tiếp tục huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ kịp thời kinh phí để giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa, khôi phục sản xuất. Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2013, đến nay đã 6 năm. Giá cả hàng hóa dịch vụ thiết yếu thì tăng liên tục, nhưng mức thuế thì vẫn như vậy, chưa có sự thay đổi. Chi phí cuộc sống tăng lên thì thu nhập thực tế rõ ràng sẽ ít hơn, mà thuế thu nhập cá nhân chưa điều chỉnh sẽ khiến số tiền chịu thuế của người dân đang cao hơn. Vậy, đã đến lúc cần sửa luật thuế này chưa? Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2013. Tính đến thời điểm này, sau hơn 6 năm áp dụng, CPI đã tăng xấp xỉ 24%. Hết năm nay dự kiến tăng khoảng 26%, trong khi đó các ngưỡng chịu thuế vẫn được giữ nguyên. Rõ ràng chi phí cuộc sống đã tăng lên, thu nhập thực tế sẽ ít đi, khiến cho số tiền chịu thuế lớn hơn. Có thể đây là lý do mà nhiều người lao động muốn lẩn tránh kê khai thu nhập để tránh thuế. Nhà nước quan tâm hơn với cái chế độ cho người lao động và tăng cái phần mà giảm trừ gia cảnh lên để đảm bảo cái việc rằng là tất cả các cái cá nhân người lao động là thực hiện đúng chính sách là nộp thuế thu nhập cá nhân. Thì hiện tại bây giờ là với cái mức mà giảm trừ gia cảnh đấy nó thấp. Ở góc nhìn khác, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Xuân Trường lại cho rằng
khi thiết kế luật ngưỡng giảm trừ đã được tính dự phòng, nên việc giá cả biến động đều nằm trong tính toán. Cái mức giảm trừ chúng ta thiết lập so với thông lệ các nước trên thế giới là chúng ta thiết lập tương đối cao, bởi vì là thông thường là cái mức giảm trừ là người ta tính căn cứ vào GDP bình quân đầu người. Đấy. Một số người bây giờ ấy thì để cứ lấy cái mức sống của đô thị để mà so sánh là nó không phù hợp. Luật thuế thu nhập cá nhân có quy định mở, trường hợp CPI biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành, thì chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo. Do vậy, nhiều công chức, nhân viên văn phòng có mong muốn được điều chỉnh lại mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn.